Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop sách tay shop. Trước mặt chúng ta là chiếc laptop Dell Latitude 7450, một cái option rất mới được hãng cho ra mắt. Có thể nói rằng từ năm nay sẽ thấy rằng hàng loạt các cái mẫu mới về đặc trưng CPU Intel sẽ thay đổi là Ultra. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về ngoại hình, chất liệu để làm nên cái máy này nó có gì khác biệt nhé. Chiếc laptop này hội đủ được khá nhiều điểm mà tôi cũng khá hài lòng. Đầu tiên, Latitude nó mang lại một độ bền hàng đầu thế giới, khối văn phòng đều rất quan tâm. Họ có những cái kiểu kết cấu về vỏ kim loại hợp kim nguyên khối kết hợp với lại bảo mật rất là lớn. Đối với tôi, một khối lượng làm việc lớn, đối với người văn phòng mà tài liệu nhiều thì cần phải có một chiếc laptop để bảo vệ những tài liệu đó. Những lớp bảo mật càng cao càng có lợi, bởi vì khi chúng ta sở hữu tiền của, chúng ta có tài sản, chúng ta phải có một cái nơi để giữ nó, đó là két sắt hoặc là ngân hàng. Thì tài liệu chúng ta giữ đâu? Chúng ta phải giữ vào cái máy tính chúng ta. Máy tính chúng ta lỏng lẻo, nó sẽ mất đi dữ liệu từ hợp đồng, danh sách khách hàng và những cái planning của bạn, hàng loạt các cái về các cái cá nhân nữa. Và khi mất rồi, không bao giờ lấy lại được. Thì ngạn ngữ có câu là đừng mất trâu thì mới làm cọc. Chiếc laptop này là một trong những mẫu hài lòng về lớp bảo mật. Đầu tiên, một bảo mật vân tay, ngay nút power. Hai là bảo mật IR quét mặt chúng ta như smartphone. Thứ ba, chúng ta set vào một password trên Windows. Ba lớp này nó sẽ bảo vệ chúng ta rất lớn. Ngoài ra, cái thỏa mãn nhất đó là một con CPU rất mạnh Ultra 5, 135. Dòng này là một cái dòng chip Ultra rất là mới so với các phiên bản trước. Dĩ nhiên tốc độ nó sẽ nhỉnh hơn một phần, rất là mượt. Kết hợp với lại cái card màn hình Intel Graphics phiên bản mới, nó sẽ cải thiện khả năng render cũng như khả năng chúng ta đọc các file định dạng Photoshop AutoCAD 2D thì tôi nghĩ rằng nó sẽ rất mượt. Ở đây điểm hay ở Latitude đợt này có mức RAM rất lớn, lên tới 32GB DDR5 và ổ cứng 512 PCIe Gen 4. Đó là một trong những cái phải nói rằng cực kỳ thỏa mãn đối với một option rất là cao và tầm giá lại không cao. Tôi nghĩ rằng tầm giá 27-30 triệu là rất phù hợp, rất xứng đáng nha. Chúng ta xem sơ các cái cổng có cái điểm gì hấp dẫn không. Ở bên phía trái thì chúng ta sẽ có một cái Vega và hai cái Type-C. Phía đây có một cái SD card nữa nè, họ rất đầy đủ. Phía bên ngược lại chúng ta sẽ thấy có hai cổng USB để chúng ta ghim chuột, ghim thêm các cái cổng micro headphone khá đơn giản. Cầm lên tay nó có trọng lượng rất là vừa và một cái máy rất là lạnh tay. Trọng lượng chính xác chỉ có 1kg ngoài, 1kg khoảng một, tôi nghĩ rằng khoảng 1kg, 2kg 3 hoặc khoảng đó, nghĩ là rất là phù hợp. Ở đây màn hình trên chiếc laptop là một màn hình Full HD cộng với công nghệ cảm ứng. Chúng ta đều biết rằng Dell là cho một cái dòng máy, một cái kiểu màn hình khác nhau, nó phù hợp với đối tượng khác nhau. Ở đây màn hình này là một loại màn hình lụa chống chói chứ không sử dụng màn hình gương. Nó phù hợp với các bạn làm event, các bạn làm ở những cái sân khấu cần có một chiếc laptop ở ngoài trời thì chúng ta sẽ đọc được những dòng chữ, nó không bị chói bóng. Đó là điều quan trọng. Và dòng máy lì đòn, nó không tắt sáng, nó không tắt bậy, nó không đâm bậy. Đó là những cái chúng ta cần, một cái rủi ro nó phải có. Nhưng mà chúng ta cần một chiếc laptop tốt thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ngoài ra thì xét về những cái giá trị thì Latitude nó sẽ có cái tuổi thọ, nó sẽ lâu dài và bền bỉ hơn so với các phiên bản khác. Bởi vì hầu như chúng tôi đã kinh doanh mười mấy năm qua với một Latitude rồi. Theo đánh giá chúng tôi rất ưng ý và an tâm về những cái mẫu mã. Bởi vì đây là dòng khá mới, tôi không thể khẳng định nó là sẽ tốt cho các bạn, bởi vì chúng tôi cũng chưa xài, làm sao được khẳng định như vậy. Nhưng mà chúng tôi dựa vào những quá khứ, cả chục năm qua, những chiếc laptop vừa qua, cái chiếc laptop nào mà chúng tôi loại ra không bán nữa thì đó là những mẫu mà nó không đạt yêu cầu. Và chúng tôi chỉ chọn những cái mặt hàng nào nó phù hợp với Việt Nam, nó phù hợp độ bền cao thì chúng tôi rất ưng ý và tin rằng đây là một trong những mẫu sẽ là làm nên cho chúng ta những sự thành công mới. Nếu như có điều kiện thì chúng ta hãy đến showroom, tại đây chúng ta có trưng bày rất là nhiều mẫu, nó phù hợp với lại khối văn phòng và các em sinh viên cũng như là rất là nhiều đối tượng khác nhau để chúng ta có góc nhìn. Và đa phần chúng tôi chọn những mẫu laptop từ Mỹ, nó đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cao nhất thế giới, nó sẽ cao hơn các tiêu chuẩn khác về mọi mặt, từ pin sạc, chống rò điện, màn hình, RAM, ổ cứng, nó đều có một sự chênh lệch nhé. Nên chúng ta không thể nào nói mà search trên web, trên mạng hàng loạt giá cả Google rồi chúng ta định giá thì không đúng lắm. Chúng ta phải đến thực tế để xem thực tế từng mẫu máy để có góc nhìn, rồi chúng ta sẽ xem xét có nên mua mẫu nào hay không. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gói bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất
Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop sách tay shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsachtayshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.